Vâng, lời nói đầu tiên, Sư Bình Hà gửi đến toàn thể chị em có mặt buổi tối ngày hôm nay. Và lời chúc sức khỏe, lời chào yêu thương nhất. Đêm nay, Bình Hà xin gửi đến một ca khúc được mệnh tên Ừ Thôi Em Nhé. Tôi yêu thương rất nhiều, nhưng tôi cũng đã từ cho tôi bao nhiêu đắng cay. Bao năm bên nhau chung sống em câu dối gian ngọt ngào, anh chỉ là như thói quen trong sinh nhà em thôi. Tình chẳng còn trong nhau, thôi em hãy về. Xin người hãy chớ đừng cho nhau thêm bao dối gian. Thôi chia tay nhau em nhé, đi bay này. Chúng ta nên dừng lại nơi đây. Ừ thôi em nhé, ta nên dừng lại vì tình em đã chia hai. Đừng cố níu kéo làm gì, yêu em phải đi. Ngày mai ta sẽ không chung đường về, không còn nhau. Dừng lại khi tình em đã chia hai, đừng cố níu kéo gì như em phải đi. Người đã từng cho tôi yêu thương rất nhiều, nhưng người cũng đã từng cho tôi bao nhiêu đắng cay. Bao năm bên nhau chung sống em câu dối gian ngọt ngào, anh chỉ là những thói quen trong tình này yêu. Tình chẳng còn trong nhau, thôi em hãy về. Xin người hãy nhớ đừng cho nhau thêm bao dối gian. Ta chia tay nhau em nhé, tim anh đây đã mệt rồi. Anh nghĩ là hai chúng ta nên dừng lại nơi đây. Ừ thôi em nhé, ta nên dừng lại khi tình em đã chia tay. Cố níu kéo làm gì, nếu em phải đi. Ngày mai ta sẽ không chung đường về, không còn nhau nữa em ơi. Anh luôn chúc em trọn đời hạnh phúc bên người. Ừ thôi em nhé, ta nên dừng lại vì tình em đã chia hai. Đừng cố níu kéo làm gì, nếu em phải đi. Ngày mai ta sẽ có chung đường về, không còn nhau nữa em ơi. Anh luôn chúc em trọn đời hạnh phúc bên người.
em đã chia tay. Tình hôn yêu kéo làm gì yêu em phải đi. Ngày mai ta sẽ không chung đường về, không còn nhau nữa em ơi. Anh luôn chúc em trọn đời hạnh phúc bên nhau. Trọn đời hạnh phúc bên người.